quyền lợi người mua trái phiếu SCB sẽ được giải quyết ra sao khi bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử? Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những tin tức nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, giai đoạn 1 của vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong các sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB đã khép lại với phiên tuyên án sơ thẩm diễn ra ngày 11 tháng 4 vừa qua. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham mô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chịu trách nhiệm bồi thường 673.849 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 khoản vay tại ngân hàng SCB. Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại, dư luận đã đặt ra câu hỏi về việc giải quyết quyền lợi cho những người đã mua trái phiếu của SCB sẽ như thế nào. Cụ thể, nhiều người băn khoăn rằng phần nhiều tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát có được là do Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB mua. Vậy thì khách hàng, những người nạn nhân của SCB mang tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng sau cùng lại thành mua trái phiếu các công ty con, công ty liên kết và các công ty liên quan thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì sẽ được giải quyết như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, tại thời điểm trước khi bắt đầu diễn ra phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, đại diện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết vụ án sẽ có hai giai đoạn và phiên tòa này là giai đoạn 1 của vụ án. Giai đoạn 1 tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi phạm tội, tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để tập trung thu hồi tài sản, làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2 của vụ án là xử lý các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Như vậy, phiên xử vừa tạm khép lại ngày 11 tháng 4, các cơ quan tố tụng giải quyết những vấn đề liên quan đến sai phạm trong hoạt động ngân hàng, sai phạm liên quan đến các cựu cán bộ ngân hàng vì đã bao che, bưng bít cho bà Trương Mỹ Lan. Đối với các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có việc các khách hàng của SCB gửi tiền tiết kiệm, sau đó bị chuyển đổi thành trái phiếu sẽ được xem xét trong giai đoạn 2 của vụ án. Trong giai đoạn 2 này, các cơ quan tố tụng sẽ tập trung điều tra, truy tố và xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Do vậy, quyền lợi của người dân khi mua trái phiếu sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án này. Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra làm rõ thêm tình tiết 108.000 tỷ và 14,7 triệu đô la Mỹ trở về nhà bà Trương Mỹ Lan. Cũng trong phiên tuyên án, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm diễn ra vào ngày 11 tháng 4 vừa qua. Hội đồng xét xử cho biết, quá trình giải quyết vụ án, hội đồng xét xử thu thập sổ tay ghi chép của các trợ lý bị cáo Trương Mỹ Lan, cho thấy số tiền 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ trở về tòa nhà Vạn Thịnh Phát không chỉ từ SCB mà còn nguồn gốc trái phiếu. Do đó, hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ sai phạm quanh số tiền này nếu có để làm căn cứ giải quyết trong giai đoạn 2. Ngoài ra, theo tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB đầu tư, chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên, không có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Do đó, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản, dự án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan chưa được giải quyết trong vụ án để xác định đúng bản chất, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc kê biên khắc phục hậu quả. Cũng theo tòa, thông qua việc xét xử vụ án và một số vụ án gần đây, có tình trạng lợi dụng chính sách pháp luật thông thoáng trong việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, lập công ty con, nhưng không hoạt động kinh doanh, trốn thuế, thuê người đứng tên, chồng chéo thành viên góp vốn. Việc làm này gây khó khăn cho cơ quan chức năng, khó phát hiện sai phạm. Chính việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, đây là một trong những thủ đoạn mà các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, hội đồng xét xử kiến nghị chính phủ tăng cường quản lý doanh nghiệp, kiểm tra đầu vào và hậu kiểm,
tránh thành lập doanh nghiệp để thực hiện mục đích trái pháp luật. Hội đồng xét xử còn cho rằng các ngân hàng hàng năm báo cáo không có bất cứ bất thường nào, nhưng khi các vụ án xảy ra mới phát hiện âm vốn chủ sở hữu. Trong vụ án, SCB thuê các công ty kiểm toán lớn nhưng không cho thấy điểm bất thường nào. Hội đồng xét xử nhận thấy có bất cập lớn trong công tác kiểm toán. Từ đây, hội đồng xét xử kiến nghị nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác kiểm toán nhà nước, kiểm toán tại các ngân hàng, đảm bảo minh bạch tài chính. Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình giải quyết vụ án giai đoạn 2, làm rõ vai trò các công ty kiểm toán tại SCB, đơn vị kiểm toán liên quan, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định. Vì thế, tòa kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp cũng như ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng để khắc phục phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Tòa kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Tòa kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức cho bị cáo sử dụng, hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch. Mục đích nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có, để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Ngoài ra, tòa còn đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo bị truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ngân hàng SCB đóng cửa gần 50 phòng giao dịch ở 9 tỉnh thành, quyền lợi của khách hàng có bị ảnh hưởng. Kể từ thời điểm bị kiểm soát đặc biệt hồi tháng 10 năm 2022 đến nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã thông báo đóng cửa, dừng hoạt động hàng loạt phòng giao dịch. Động thái này khiến nhiều người lo lắng, băn khoăn về quyền lợi của khách hàng, nhất là trong bối cảnh bà Trương Mỹ Lan vừa bị tuyên án tử hình. Điển hình là từ ngày 8 tháng 4, phòng giao dịch của SCB Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tại tầng 2-3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã thông báo chấm dứt hoạt động. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định ở số 261-263 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành. Trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang. Mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Trước đó, ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng và hệ thống của các tổ chức tín dụng đó. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank để tham gia quản lý, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư để sớm trình chính phủ phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Ngoài SCB, hiện có 5 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GB Bank và Đông Á Bank. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!